Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay em review chiếc xe đang đeo là bản số 73A01986 này. Trước khi em review con xe này thì em muốn gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất đến tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn trẻ đang theo dõi clip này. Chúc cho toàn thể đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Con xe này thì em nói tên là Daewoo Nubira, sản xuất đời 2000, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn nha anh chị. Xe thì số sàn, dung tích xi lanh là 1.6, thì độ tiêu hao nhiên liệu của em nó là 7 lít trên 100 cây số. Ở bên trong xe thì nhạc, âm thanh, máy lạnh rất là ok. Và xe có trang bị một camera lùi cho thích hợp cho tất cả các cô chú và anh chị tập lái ha. Thì con xe này là em nó mang một lớp sơn màu đen, anh chị thấy không? Nước sơn bên ngoài thì cũng khá là ok. Xe này thì cũng tắm sơn lại rồi nha anh chị nha. Nước sơn rất là đẹp ha. Em nó lên được một bộ tem của Former Sport thì rất là hài hòa. Con xe này thì được em có bán cách đây khoảng cỡ 1-2 tháng về trước, thì cho một anh trai ở Sài Gòn. Và sau một thời gian anh trai thấy bên em có một chiếc Daewoo Ligensha hôm mà lấy từ Phan Rang về, thì khách hàng đổi lại và cáp thêm tiền, và bên này em thu hồi lại chiếc xe này. Con xe này thì em bán với giá thành cho tất cả các anh chị cô chú với giá thành là 68 triệu cho chiếc Daewoo Nubira sản xuất đời 2000 này. Đồng sơn si ok, máy lạnh rất là như Đà Lạt đó. Anh chị nào lấy chiếc xe này về tập chạy tập lái, che nắng che mưa rất là hợp lý ha. Form dáng thì nhìn cũng rất là khá là xinh xắn, màu đen, đèn bọng rất sáng. Với một phân khúc chỉ có 68 triệu thôi thì anh chị sở hữu ngay chiếc xe này, lấy về thay thế một chiếc xe Honda chạy vòng vòng tập chạy tập lái rồi đi chợ búa. Hai con xe này form dáng thì cũng rất là hài hòa. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo kiểm tra một chút xíu về nội thất, tắp bi, tắp lô của em nó ha. Đây là dàn tắp bi cửa nè anh chị. Đó, vân viết rồi thì nói chung là con xe này em nó cũng vẫn còn rất là nhiều vân ha, rất là đẹp ha. Đó, theo chị của em nó đây. Hợp thì chân đi lên đi xuống là anh chị thấy nè, em nó cũng còn rất là liền lạc. Đó. Mặt tắp lô nè anh chị ha, rất là sáng. Ghế bọng thì cái này để mình dựa lưng nha anh chị, dựa lưng luôn cả. Dàn ghế của em nó thì cũng khá rất là sạch sẽ, anh chị thấy không? Rất là sạch sẽ. Đó, kèo cột, những nốt in tán nè, vân viết thì em nó vẫn còn giữ nguyên bản hết anh chị nha. Có một phân khúc chỉ có 68 triệu thôi thì anh chị sở hữu ngay chiếc Daewoo Nubira này. Với một cái giá cả thì chạy con xe này thì em nó vẫn sướng hơn những dòng giống như là Daewoo Matiz ha. Nếu mà xe Daewoo Matiz thì anh chị mua xe cọp thì bây giờ nó cũng phải nằm phân khúc cũng phải cỡ 70-80 rồi. Con này thì nó chỉ ngang giá với một chiếc Daewoo Matiz thôi, mà nhưng cái độ chất và độ đầm chạy thì nó vẫn sướng hơn chiếc Daewoo Matiz. Đó, nội thất bên trong thì anh chị thấy là sạch sẽ hết nha. Đó, ghế ghiếc đồ sàn bọng đồ rất ok. Đấy. Chừng nè, chừng nãy zin còn nha anh chị nha. Đó, nãy zin theo xe còn luôn. Rất là sạch sẽ. Đây, tập đi chân đi lên đi xuống của bên ghế đằng sau ở bên phụ. Tắp bi. Tắp bi thì rất là ok anh chị ha. Đây là ở đằng sau của em nó, đèn bọng thì cũng khá là đẹp, rất là sạch sẽ anh chị. Đây là mắt camera này, hỗ trợ cho anh chị một dàn camera lùi để thích hợp cho anh chị nào mới tập lái, rất là phù hợp ha. Xe này thì vỏ bánh của em nó cũng còn được coi như là 60%, em nó sở hữu một cặp ga lăng đúc anh chị ha, rất là đẹp ha. Và đây là cánh cửa đằng sau bên tài. Đây, tắp bi tắp lô thì bốn cái xe này thì tắp bi tắp lô cũng khá là ok anh chị ha, nó không có xấu, nói chung là em nó vẫn còn liền lạc. Đây, với một phân khúc là chỉ có 68 triệu thôi thì anh chị sở hữu chiếc Daewoo Nubira này anh chị ha. Thì chân đi lên đi xuống rất là ok, cửa này đóng rất là khít. Và đây là cánh cửa được sử dụng nhiều nhất, đó là cánh cửa tài. Vậy thôi, rất là liền lạc ha. Xe này thì bốn kính chỉnh điện nha anh chị nha, bốn kính chỉnh điện. Ở bên trong thì anh chị thấy tem rin theo xe thì em nó vẫn còn giữ luôn ha. Đây, hợp đi lên đi xuống đây, kèo cột trụ A trụ B, những nút đinh tán chị thấy nè, rất là liền lạc. Đây là ghế bên tài, lót thêm một cái tấm gỗ này lên để mình ngồi cho nó toát mồ hôi ha. Với nó che cái khuyết điểm chỗ này nè chị thấy không, nó có một cái điểm nó bị xấu chỗ này thôi chứ còn lại thì không bị gì hết đó. Lót cái này lên để mình ngồi cho nó toát mồ hôi. Xe thì số sàn 5 cấp,
Bên trong xe thì có trang bị một dàn nhạc mình giải trí, máy lạnh thì rất là ok. Đây là vô lăng của em nó nè, một cháu, hai cháu, ba cháu. Vâng, em nó nội cũng còn rất là đẹp anh chị ha, anh chị thấy vô lăng không? Gai còn rất là nhiều. Mặt đồng hồ thì rất là sáng. Xe này thì mọi chức năng hoạt động rất là ok nha anh chị nha. Đây là một cái màn hình để gắn thiết hệ thống của camera gear. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo về chiếc xe này. Đây, máy lạnh thì anh chị cứ an tâm, tay lái trợ lực cực kỳ siêu nhẹ, đèn còi siêu nhanh đầy đủ các kiểu con đà điểu, gặt mưa gặt nắng hoạt động rất là bình thường nha anh chị. Bây giờ em sẽ mở cái nắp cốp cho anh chị cùng tham khảo nhé. Xe này thì giờ dung tích xi lanh là 1.6, thì em nó xài hệ thống phun xăng điện tử. Thấy không? Máy rất là khô ráo và sạch sẽ nha anh chị nha. Chị thấy máy không? Máy rất ok nha. Không có nhớt nhau đâu anh chị nha. Đây, thì nút tính toán của nhà sản xuất thì vẫn còn nguyên bản nè anh chị thấy không? Đây là nước làm mát. Đây là cái sạc bô thắng, cái này là bên em mới vừa thay luôn nha anh chị nha. Đây sạc bô thắng mới bảo trì thay toàn bộ mới luôn. Nên thắng thiết anh chị cứ an tâm, thắng rất là ăn. Có kết nối gì không? Xe rất là sạch sẽ. Đây là hệ thống vú bò của em nó, em zin vẫn còn niêm phong luôn, thì những dấu hiệu này nói chiếc xe của mình không có bị cứng đụng như đây nha anh chị nha. Nếu mà có đụng như đây thì những cái tem này nó sẽ bị mất. Còn với một chiếc xe cũ thì va quẹt đầu cản đích là chuyện không thể nào tránh khỏi, nên anh chị cứ an tâm về những cái vấn đề này. Nắp capo thì keo chỉ em nó vẫn còn nguyên bản như vậy thôi. Đó, với một phân khúc là chỉ có 68 triệu cho chiếc Daewoo Nubira sản xuất đời 2000 này. Anh chị lấy về tập chạy, tập lái, che nắng, che mưa rất là hợp lý. Và bây giờ mời tất cả các chú anh chị quan tâm kiểm tra chút xíu về dàn khoang gầm của em nó nhé. Gầm bệ thì cũng còn khá là ok anh chị ha. À, bây giờ em sẽ đi qua dàn gầm bên phụ cho anh chị cùng tham khảo. Đó, dàn gầm thì anh chị thấy, chiếc sự màn hình thì anh chị cô chú cũng thấy, em nó cũng còn khá rất là ổn định. Đó, anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc Daewoo Nubira sản xuất đời 2001 này thì xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại đó là 0796822220, hoặc là số điện thoại em có để trên tiêu đề, hoặc là trực tiếp xem xe tại ở chi nhánh 3 của em ở Đồng Nai, Tân Phú nha cô chú và anh chị. Và đây là lần cô chú anh chị đến với kênh của em, thì xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Khi cô chú và anh chị nhấn nút đăng ký và bấm chuông thì khi bên em về chiếc xe nào thì em review lên thì bên thiết bị điện thoại di động của cô chú anh chị sẽ có một cái tin thông báo. Còn cô chú anh chị mà không nhấn nút đăng ký và bấm chuông thì khi em quay lên thì những cái xe có khi là em bán cách đây 2-3 tháng, có khi những cái xe em bán cách đây vài năm, cô chú anh chị vẫn cập nhật theo dõi lại thì những con xe đang bán rất là lâu, và khi em up lên thì cô chú anh chị để ý ngày tháng. Cô chú anh chị cũng như những chiếc xe mà thích chạy tập lái cho nắng cho mưa thì bên xung quanh em cũng còn khá là nhiều. Đó, phân khúc rẻ nhất bên em là 45 triệu. Cô chú anh chị nào thích sở hữu những chiếc xe tập chạy lái rẻ hơn thì xin vui lòng alo cho em theo số điện thoại đó là 0796822220 nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại, chúc cho toàn thể đại gia đình mình có một buổi tối thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.